Ok, đây là một khách hàng, số điện thoại là 0973 861 848 ở cầu Long Biên, Hà Nội. Thì đây là đôi chim này mình gửi ngày chiều, buổi trưa, thì đây là buổi chiều, mùng 5 tháng 9, 3 rưỡi chiều là có mặt ở Hà Nội, sẽ có người mang đến sang bên Long Biên cho bạn. Và đây là cái ô này là ô cửa, thì cái phần này là phần giáp lai đây, thì mình dán niêm phong như thế này. Thì yên tâm là không có ai có thể là đổi chim hay là bóc ra được, nếu bóc ra sẽ mất niêm phong. Cái việc này nó để đảm bảo cho quyền lợi của khách hàng, mà chỉ có khách hàng về lấy là mở cái cửa này ra để lấy chim thì mới rách cái này. Cái này cũng vậy. Đó, cửa đây. Đó, cửa đây. Đó. Thì khách hàng này là 0920129777668 ở Trần Hữu Tước, Hà Nội. Anh lấy một con chim bảo được giá 1 triệu 6 du khách. Đây cũng thế thôi, niêm phong này, cửa này. Niêm đấy. Nếu ấy ra là rách thì sẽ không không đúng hàng. Các bạn khi nhận chim là sẽ có chữ ký của mình, và có đây là khách hàng này là ở Bắc Linh 1 triệu 1. Ok, thì đây là một buổi chiều bình thường, sáng mình gửi một đơn rồi, buổi chiều mình sẽ gửi đi cho anh em bên mình bán chim cùng ngày rất là uy tín. Đó. Các bác yên tâm. Đó, những con chim như này là mình nuôi. Những con chim như này. Đấy, chim này rất là đẹp. Dưới này cũng là chim. Ngoài kia cũng là chim. Đây là chim, đây là chim, đó, toàn chim này. Đó, ok, mình bảo chim này là nó gù, đó. Nhưng mình ở nhà thì nó rất là chịu khó gù. Nếu như các bạn không nhầm thì con chim này nó vẫn gù và nó vẫn nuôi con, vẫn đẻ con bình thường à. Nó sẽ là con nó như nào. Đó. Đó, đây, các bạn nhìn này. Con nó đây. Đó. Đấy, nó đang u con nó đấy. Giờ các bạn thắp cái bóng điện này là để ban đêm là để cho nó khỏi dẫm vào con nó và chuột bọ nó không vào. Mà nó có mắt thì nó nhìn ánh sáng, nó mớm cho con nó chuẩn chỉ đều đặn hơn. Đấy là một cái kinh nghiệm khi nuôi chim. Đó, các bạn nhé. Còn này, bạn này chắc là bạn đang ấp nhưng mà bạn vẫn gáy. Con này thì nó là trên cả khách, trên cả mồi luôn. Đấy. Đấy, vẫn ấp, vẫn gáy. Đấy, vẫn gấp, vẫn gáy. Đấy, các bạn thấy không, nó vẫn sinh sản nhưng mà nó, thậm chí nó đang nằm vẫn ấp vẫn gáy bình thường đấy. Các bạn nhìn thấy bộ cườm khiếp chưa? Gù đi, gù. Gù. Đấy, bạn nhìn thấy trứng chưa? Đấy, các bạn thấy chưa,
Chim nó ấp nó vẫn gù bình thường, làm gì có chim nào như thế. Bác nhìn bộ cườm các bác thấy chim của Thao thế nào, âm giọng như nào. Đấy, gọi dục. Đấy. Đó. Đó. Bây giờ bảo gù nhá. Gù, gù. Gù, gù. 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 Bảo nhiều rồi, ngộ dân nhạt. Ô ô ô ô ô ô đó, mình bảo hồi nãy nó ngủ ba hai đỏ rồi, bây giờ nó cũng nhạt rồi. Nếu con chim này các bạn thấy không, nó chơi gần như là người đến nó chơi như này, một là gù, hai là gáy gáy dục gọi. Ok các bạn sẽ chim toàn chim chim đó. Đó. Số điện thoại để các bạn giao dịch là 0163530982. Kia là chó ơi. Chó trông chim này. Đó. Cú cú cú. Đây là con mái này. Mái này rất tự nhiên nhá. Ok, cái này ấp lở chưa chả biết đâu.
Nửa chưa? Ướp xay đi. Chim các bạn làm cái giỏ ấp như này. Chim mình nó vẫn ấp thoải mái, nó có bỏ đâu mà. Thậm chí mình còn đổi trứng của con khác vào được. Hoặc là cho nó nuôi ấp 3 quả, nuôi 3 con là được. Chim các bạn nuôi chim sinh sản nó cả đó là cả một cái nghệ thuật. Cả một nghệ thuật luôn đấy. Cái này nó cũng là cái bí quyết. Anh em nào muốn nuôi chim sinh sản có thể alo 01 63 53 05 982. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục đón nhận video tiếp theo nhé.